Nga liên tiếp dội đòn tấn công làm rung chuyển thủ đô Kiev. Nga điều vũ khí đặc biệt bảo vệ quân cảng chiến lược tại Crimea. Vừa tái đắc cử, Tổng thống Erdogan tuyên bố làm điều này với Nga. Ukraine bày tỏ mong muốn. Tổng thống Belarus kêu gọi các nước gia nhập nhà nước liên minh với Nga. Ukraine tiết lộ tỷ lệ đánh trúng mục tiêu của tên lửa thay đổi cuộc chơi. Kính chào quý vị đến với chương trình Tiêu điểm quốc tế. Chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị những diễn biến liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Vào đêm hôm qua, hệ thống phòng không của thủ đô Kiev, Ukraine đồng loạt phải kích hoạt. Cuộc tấn công bằng tên lửa trong đêm diễn ra một ngày sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất từ trước đến nay vào thủ đô Ukraine. Trước diễn biến này, truyền thông Ukraine đưa tin về loạt vụ nổ mạnh ở Kiev. Tiếng nổ vang lên cũng nghe thấy ở các vùng Ritomia, Sumsky và Cherkasy của Ukraine. Theo các quan chức Ukraine, một số vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô Kiev trong cuộc không kích thứ 15 của Nga vào thành phố này và là cuộc tấn công trong đêm thứ hai liên tiếp. Thị trưởng Vitaly Klitschko cho biết trên kênh nhắn tin Telegram vào đầu giờ ngày 29 tháng 5 rằng một tên lửa bị bắn hạ gần Kiev, phòng không hoạt động. Ông nói thêm rằng tiếng nổ đã được nghe thấy ở một số quận của thành phố, bao gồm cả khu phố lịch sử Podin của Kiev, nơi các mảnh vỡ rơi xuống làm hư hại phần mái của một ngôi nhà. Theo thông tin sơ bộ từ thị trưởng và chính quyền quân sự của thành phố, không có thương vong trong các cuộc tấn công qua đêm. Các quan chức cho biết trong ngày 28 tháng 5, lực lượng phòng không của thành phố đã bắn hạ 40 máy bay không người lái. Hầu hết các máy bay không người lái đều là vũ khí do Iran sản xuất, trang web tin tức Kiev Independent đưa tin. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn lực lượng phòng không của nước này đã bảo vệ đất nước và yêu cầu quốc hội áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran vì cung cấp vũ khí cho Nga, bao gồm cả máy bay không người lái Shahed. Làn sóng các cuộc tấn công của Nga chống lại Ukraine hiện diễn ra vài lần một tuần. Hiện chưa có thống kê về quy mô đầy đủ của cuộc tấn công hôm thứ hai. Hãng tin Reuters đưa tin một tiếng nổ lớn khi thành phố và phần còn lại của Ukraine đang trong tình trạng báo động không kích vào đầu giờ thứ hai. Moscow đang tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng và nguồn cung cấp quân sự trong bối cảnh có nhiều thông tin Ukraine chuẩn bị phản công lớn sau 15 tháng chiến tranh chưa phân được thắng bại. Trong khi Ukraine hầu như không bao giờ công khai nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bên trong Nga, một loạt các cuộc tấn công bên trong nước này đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự, năng lượng và giao thông, còn Moscow đổ lỗi cho Kiev về các cuộc tấn công. Ngoài ra, chiến thuật tấn công ồ ạt ban đêm dường như nhằm tác động đến tâm lý của Ukraine trước thềm chiến dịch phản công. Tuy nhiên, mục tiêu lớn hơn của Nga dường như là làm suy yếu năng lực phòng không của Kiev, buộc Ukraine phải tiêu tốn đạn dược nhiều hơn để bắn hạ các UAV giá rẻ. Thưa quý vị, trang tin quân sự Different Express ngày 29 tháng 5 đưa tin, quân đội Nga đã đưa các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-21 được trang bị rocket chống ngầm DM-62 Damba cỡ nòng 122mm tới gia cố cho hệ thống phòng thủ tại quân cảng Sevastopol ở Crimea. Theo đánh giá, việc đưa các loại khí tài này tới Crimea được xem là một bước đi mới của Moscow trong việc tăng cường năng lực phòng thủ cho quân cảng chiến lược này. Vậy những loại khí tài này có gì đặc biệt? Ra đời từ thời Liên Xô, pháo phản lực trên được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên biển như chiến hạm cỡ nhỏ, tàu ngầm hay tàu đổ bộ của đối phương. Ngoài ra, với thiết kế đặc biệt, đạn phản lực DP-62 có thể tiêu diệt hoặc gây ảnh hưởng đến các mục tiêu ngầm hoạt động ở độ sâu từ 3 tới 200m. Mẫu đạn rocket PRS-60 của nó được trang bị một đầu đạn nặng 20kg. Bên cạnh khả năng chống hạm và ngầm hiệu quả, loại vũ khí trên còn có thể dùng để giải mìn từ xa, một công việc tốn nhiều thời gian và nhân lực. Việc sử dụng pháo phản lực này để giải mìn rất nhanh chóng, cho phép ngăn cản các cuộc tấn công đổ bộ của đối phương lên các mục tiêu ven biển của Nga. Việc đưa pháo phản lực phóng loạt BM-21 được trang bị rocket chống ngầm DM-62 Damba tới Crimea được xem là một bước tiến trong việc tăng cường năng lực phòng thủ cho quân cảng Sevastopol. Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Sau khi sáp nhập Crimea, Nga đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như cầu đường và mạng lưới điện, đồng thời triển khai nhiều khí tài quân sự đến đây, biến Crimea thành trung tâm hậu cần quân sự cho các lực lượng của Nga. Giới chức Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại khu vực Crimea chiến lược ở Biển Đen. Trong một phát biểu vào cuối năm 2022,
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định xung đột bắt đầu ở Crimea thì cũng sẽ kết thúc ở Crimea, ngầm ý rằng Kiev sẽ bằng mọi cách giành lại quyền kiểm soát bán đảo này từ Nga. Thời gian qua, để bảo vệ Crimea trước nguy cơ bị tấn công bởi quân đội Ukraine, Nga đã tiến hành đào nhiều chiến hào tại khu vực cửa ngõ phía nam của bán đảo. Ngoài ra, Moscow cũng khẩn trương gia cố năng lực phòng thủ cho quân cảng Sevastopol trước những cuộc tập kích liên tục của xuồng cảm tử Ukraine. Theo Nava News, một tuyến phòng thủ gồm 6 lớp rào chắn đã được dựng lên tại lối vào quân cảng này. Tàu tuần tra, trực thăng chiến đấu cùng cá heo được huấn luyện quân sự cũng tham gia vào công tác bảo vệ các tàu chiến của hạm đội Biển Đen tại Sevastopol. Thưa quý vị, lực lượng phòng vệ Nga đã phát hiện và đánh chặn thành công loạt máy bay không người lái UAV tập kích nhà máy lọc dầu Inskiy ở vùng Radnoda gần bán đảo Crimea. Một số tài liệu mật của Mỹ bị rò rỉ gần đây đã đánh giá phòng không Ukraine ngày càng bị bào mòn sau hơn một năm chiến sự. Điều này có thể mở đường để Nga chiếm ưu thế lớn hơn trên không. RIA Novosti dẫn thông báo của giới chức địa phương xác nhận một loạt UAV chưa rõ nguồn gốc sáng hôm 28 tháng 5 giờ Moscow đã cố gắng tiếp cận nhà máy lọc dầu Inskiy, nhưng tất cả chúng đều bị vô hiệu hóa nên không kéo theo thiệt hại nào về cơ sở vật chất và không gây thương vong. Nga không tiết lộ cách họ đánh chặn UAV. Nhà máy Inskiy ở vùng Krasnodar của Nga nằm cách bán đảo Crimea khoảng hơn 200 km. Cách đây hơn 3 tuần, hôm 4 tháng 5, cơ sở này từng bị tập kích bằng UAV khiến một số bồn chứa nhiên liệu bốc cháy dữ dội. Một ngày trước đó, hôm 3 tháng 5, một đám cháy khác cũng đã bùng lên tại một nhà kho nhiên liệu cũng ở vùng Krasnodar, cách không xa cầu Kerspray, nối sang bán đảo Crimea. Vẫn trong diễn biến liên quan, giới chức Ukraine rạng sáng ngày 28 tháng 5 ghi nhận đợt tập kích bằng UAV tự sát lớn nhất từ trước đến nay. Theo quân đội Ukraine, Nga đã triển khai tổng cộng 54 UAV tập kích các mục tiêu trong lãnh thổ nước này, phần lớn ở Kiev, nhưng 52 chiếc đã bị đánh chặn. Quan chức tình báo Ukraine Vadim Skibitsky tuần trước cho rằng Nga đang tập trung tấn công nhiều trung tâm chỉ huy, tuyến tiếp vận hậu cần và những cứ điểm tập kết lượng lớn đạn dược, khí tài, nhiên liệu và binh lực nhằm làm gián đoạn quá trình chuẩn bị phản công của Kiev. Một số tài liệu mật của Mỹ bị rò rỉ gần đây đánh giá phòng không Ukraine ngày càng bị bào mòn hơn sau một năm chiến sự. Với tần suất hiện tại, kho dự trữ đạn phòng không của Ukraine được cho là có thể cạn kiệt sau một thời gian ngắn, mở đường để Nga chiếm ưu thế lớn hơn ở trên không. Thưa quý vị, theo hãng thông tấn TASS của Nga ngày 28 tháng 5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích việc phương Tây lên kế hoạch gửi tiêm kích F-16 tới Ukraine trong lúc Ukraine lên kế hoạch phản công và ngày càng can dự sâu vào cuộc chiến. Giới chức Ukraine xem cuộc phản công lần này là cơ hội lịch sử không thể bỏ lỡ khi họ đã nhận được nhiều vũ khí của phương Tây. Ngày 28 tháng 5, hãng tin TASS tường thuật Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa chỉ trích việc phương Tây lên kế hoạch gửi tiêm kích F-16 tới Ukraine trong lúc Ukraine lên kế hoạch phản công. Chắc chắn đây là sự leo thang không thể chấp nhận được, ông Lavrov nói. Một ngày trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc các nước phương Tây ngày càng can dự nhiều hơn vào cuộc chiến ở Ukraine. Có thể những chiếc tiêm kích F-16 nói trên sẽ không được gửi đến Ukraine kịp lúc để hỗ trợ cuộc phản công mà Kiev mong chờ lâu nay. Tuy nhiên, người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Inat tự tin tuyên bố, chúng tôi sẽ chiến thắng cuộc chiến này một khi Kiev bổ sung F-16 vào kho vũ khí của mình. Hiện nay, sự chú ý đang tập trung quanh cuộc phản công của Ukraine. Những ngày gần đây, các quan chức Ukraine nhìn chung cho biết cuộc phản công sắp diễn ra, nhưng cũng có người tiết lộ cuộc phản công thật ra đã bắt đầu. Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC đăng hôm 27 tháng 5, ông Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine, tuyên bố nước này đã sẵn sàng phản công để chiếm lại các phần lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát. Ông Oleksiy Danilov cho biết cuộc phản công có thể bắt đầu vào ngày mai, ngày mốt hoặc trong một tuần nữa. Ông Oleksiy Danilov cảnh báo chính phủ Ukraine không có quyền phạm sai lầm về quyết định này vì đây là cơ hội lịch sử mà chúng ta không thể bỏ lỡ. Quan chức này giải thích quân đội Ukraine sẽ bắt đầu cuộc phản công khi các chỉ huy nhận thấy chúng tôi có thể đạt được kết quả tốt nhất tại thời điểm đó của cuộc chiến. Trên Telegram hôm 27 tháng 5, ông Valery Zaluzhny, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, cũng báo hiệu quân đội nước này đã sẵn sàng phản công. Ông cho biết đã đến lúc lấy lại những gì thuộc về chúng tôi. Trong khi đó, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói Ukraine đã bắt đầu cuộc phản công vài ngày trước. Ông Podolyak nói với đài RAI của Ý vào hôm 25 tháng 5, cuộc phản công đã diễn ra được vài ngày, đó là cuộc chiến căng thẳng kéo dài 1.500 km dọc biên giới,
nhưng các hoạt động riêng lẻ đã bắt đầu. Theo báo New York Times, hiện nay các lực lượng Nga vẫn kiểm soát khu vực rộng hơn 40.000 dặm vuông, tương đương hơn 103.599 km2 ở miền Nam và miền Đông Ukraine, chiếm khoảng 17% diện tích Ukraine và đã có nhiều tháng củng cố các vị trí phòng thủ của họ. Về phía Ukraine, Kiev đã dành nhiều tháng để tích lũy kho vũ khí hùng hậu do phương Tây cung cấp và huấn luyện hàng chục ngàn binh sĩ thực hiện các cuộc diễn tập tấn công tinh vi phục vụ chiến dịch này. Mặc dù Kiev vẫn tiếp tục tìm kiếm vũ khí tiên tiến, nhưng các quan chức cấp cao Ukraine và phương Tây những ngày gần đây nói rằng lực lượng Ukraine đã sở hữu những gì họ cần để khởi động cuộc phản công. Các nhà phân tích quân sự dự đoán rất có thể cuộc phản công của Ukraine sẽ tập trung vào những khu vực đang bị Nga kiểm soát ở miền Nam và miền Đông Ukraine. Họ cho rằng cuộc phản công này có thể đã bắt đầu. Nhiều tuần qua, Ukraine dường như đã tìm cách tạo tiền đề cho chiến dịch và định hình chiến trường thông qua một loạt cuộc tấn công phối hợp sâu vào phía sau phòng tuyến của Nga. Điều này nhằm phá vỡ các hoạt động hậu cần quan trọng của Moscow và làm suy giảm khả năng chiến đấu của lực lượng Nga, cũng như ảnh hưởng đến khả năng Nga điều động lực lượng xung quanh chiến trường. Trả lời phỏng vấn báo The Guardian, ông Mykhailo Pololyak thông tin quân Ukraine đã bắt đầu các hoạt động sơ bộ như phá hủy những tuyến đường tiếp tế hoặc cho nổ tung các kho hàng. Trong những ngày gần đây, nhịp độ và phạm vi các cuộc tấn công sâu vào bên trong các phần lãnh thổ do Nga kiểm soát đã tăng lên. Trong khi quân đội Ukraine chưa thừa nhận trách nhiệm một cách rõ ràng, các quan chức địa phương do Nga bổ nhiệm tại các khu vực này đã báo cáo về các vụ tấn công. Các quan chức Ukraine dường như đã cố tình mập mờ trong việc thông tin về các kế hoạch quân sự này của mình, rất có thể là để tạo ra yếu tố bất ngờ trong cuộc phản công. Họ đã tuyên bố cuộc phản công sẽ không được đánh dấu bằng sự kiện duy nhất và có thể sẽ có những cuộc nghi binh và đánh lừa ngay từ đầu, theo báo New York Times. Đồng thời, giới chức Ukraine cũng tìm cách làm giảm bớt những kỳ vọng quá cao. Họ cảnh báo về một cuộc chiến lâu dài và đẫm máu trong những tháng tới. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 5, sau khi giành chiến thắng sít sao trong vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan đã có bài phát biểu trước những người ủng hộ ở Ankara. Bên cạnh đó, các lãnh đạo của nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế cũng đã gửi lời chúc mừng ông Erdogan tái đắc cử. Nhà lãnh đạo cũng cam kết sẽ củng cố hơn nữa vị thế của đất nước bằng cách đầu tư vào lĩnh vực giao thông và năng lượng, vốn là cơ sở hạ tầng cơ bản để phát triển lên tầm thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thông điệp chúc mừng, trong đó đề cập dự án xây dựng trung tâm khí đốt quốc tế đặt ở Thrace, miền Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới với Bulgaria. Ông Erdogan nhấn mạnh Ankara sẽ thực hiện dự án này với Moscow và Thrace sẽ trở thành trung tâm như vậy. Cũng trong thông điệp của ông Putin, nhà lãnh đạo đánh giá cao đóng góp cá nhân của ông Erdogan vào việc phát triển quan hệ hữu nghị Nga-Thổ Nhĩ Kỳ, hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực khác nhau. Moscow cũng tái khẳng định sẵn sàng tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng về các vấn đề hiện tại trong chương trình nghị sự song phương, khu vực và quốc tế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng trên Twitter: "Chúng tôi mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược vì lợi ích của hai nước, cũng như tăng cường hợp tác vì an ninh và ổn định của châu Âu." Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng chúc mừng ông Erdogan, đồng thời nhấn mạnh sự hợp tác an ninh giữa hai nước hiện nay. Trên mạng xã hội Twitter, nhà lãnh đạo Anh thể hiện mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, từ phát triển thương mại đến giải quyết các mối đe dọa an ninh với tư cách là các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Cũng viết trên Twitter, Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu rõ: "Tôi mong đợi sẽ tiếp tục làm việc cùng ông Erdogan với tư cách là các đồng minh trong NATO về các vấn đề song phương và những thách thức chung toàn cầu." Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Erdogan và gọi Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh và đối tác giá trị trong NATO. Liên minh châu Âu-EU và NATO, hai tổ chức mà Tổng thống Erdogan đã nhiều lần mâu thuẫn, cũng đã chúc mừng ông tái đắc cử. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen viết trên Twitter: "Tôi mong đợi tiếp tục xây dựng mối quan hệ EU-Thổ Nhĩ Kỳ. Điều quan trọng chiến lược đối với cả EU và Thổ Nhĩ Kỳ là nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ này vì lợi ích của người dân chúng ta." Theo người phát ngôn Stefan Dujarric của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, nhà lãnh đạo chúc mừng ông Erdogan tái đắc cử và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa tổ chức quốc tế này và Thổ Nhĩ Kỳ. Rạng sáng 29 tháng 5, giờ Việt Nam, Hội đồng bầu cử tối cao Thổ Nhĩ Kỳ thông báo với 99,43% số phiếu đã được kiểm, đương kim Tổng thống Erdogan đã giành chiến thắng với 52,14% số phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ Kemal Kılıçdaroğlu giành được 47,68% số phiếu bầu. Phát biểu sau kết quả bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ,
ông Kilic Daroglu bày tỏ biết ơn tất cả hơn 25 triệu phiếu bầu của những người ủng hộ, đồng thời kêu gọi cử tri hãy tiếp tục đấu tranh cho dân chủ. Tôi đã chiến đấu vì nó, tôi đã chiến đấu vì các bạn và sẽ tiếp tục làm việc này trong tương lai. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ, nước này đã buộc phải tổ chức bầu cử tổng thống vòng 2 khi hai ứng cử viên là tổng thống đương nhiệm Erdogan và đối thủ là ông Kilic Daroglu không được quá bán số phiếu bầu. Chiến thắng của tổng thống đương nhiệm Erdogan được đánh giá là một chiến thắng không mấy dễ dàng và khá nghẹt thở với chính ông Erdogan và những người ủng hộ. Những người ủng hộ tổng thống Erdogan đã xuống đường ăn mừng chiến thắng. Đây là một chiến thắng không mấy dễ dàng và khá nghẹt thở với đương kim tổng thống Erdogan và những người ủng hộ ông. Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, ông Erdogan đã giành được nhiều phiếu ủng hộ nhất, nhưng cũng chưa vượt quá 50% để chiến thắng và phải chờ tới vòng bỏ phiếu thứ hai. Kể cả vòng 2, kết quả sơ bộ cũng cho thấy ông chiến thắng nhưng cũng không tuyệt đối trước đối thủ của mình. Ngay trong nước, nhiều cử tri không còn ủng hộ ông Erdogan và chính sách mà ông đưa ra, bởi những năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, đời sống của người dân khó khăn, lạm phát tăng cao nhất trong 24 năm. Đạt 85% vào năm ngoái, và đồng Lira đã giảm giá trị xuống còn 1 phần 10 so với đồng đô la Mỹ trong thập kỷ qua. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang rút vốn, người tị nạn gia tăng, nhất là người Syria, an ninh và khủng bố trở thành mối đe dọa và thách thức hiện hữu hơn. Chính vì thế, uy tín của ông Erdogan đã bị giảm sút. Trên trường quốc tế, ông Erdogan cũng không được sự ủng hộ của phương Tây và Mỹ. Việc ông Erdogan quyết định mua hệ thống phòng không của Nga hay phản đối đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan cũng làm gia tăng một số căng thẳng. Tuy nhiên, đa số cử tri vẫn lựa chọn ông để chèo lái đất nước, trước hết là khẳng định vị thế, sức mạnh của Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực luôn nóng bỏng, xung đột và giao tranh. Thứ hai là vượt qua khủng hoảng kinh tế. Thứ ba là thực hiện các lời hứa về tái thiết và đảm bảo cuộc sống, chỗ ở cho hàng triệu người bị mất nhà cửa trong trận động đất hồi tháng 2 vừa qua. Ông Erdogan sẽ phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức cả bên trong và bên ngoài. Về đối nội, vấn đề kinh tế sẽ là khó khăn và thách thức lớn với chính quyền của ông Erdogan. Tình trạng suy thoái kinh tế vốn đã gây thiệt hại lớn cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục, trong đó giá của đồng lira xuống mức chưa từng có và đạt mức 20 lira đổi 1 đô la Mỹ vào tuần trước, bên cạnh dự trữ ngoại hối bị sói mòn và lạm phát gia tăng. Với việc không thể tăng xuất khẩu, sự tháo chạy của các nhà đầu tư nước ngoài do lo ngại về sự bất ổn trên thị trường và việc quản lý hồ sơ nền kinh tế sẽ là thách thức hiện hữu với chính quyền của ông Erdogan. Đồng lira giảm 80% trong vòng 5 năm qua, làm trầm trọng thêm vấn đề lạm phát và làm sụp đổ niềm tin của người Thổ Nhĩ Kỳ vào đồng tiền này. Giới phân tích cũng cảnh báo chiến thắng của ông Erdogan sẽ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn và gây khó khăn cho việc huy động vốn thông qua đầu tư nước ngoài và một thảm họa kinh tế thực sự sẽ xảy ra. Trước bầu cử, ông Erdogan đã tuyên bố tăng gấp đôi mức lương tối thiểu và cũng sẽ cho phép hơn 2 triệu công nhân nghỉ hưu sớm. Đó cũng là một thách thức về nguồn tiền để chi trả và cải thiện mức sống cho người dân. Về đối ngoại, ông Erdogan cáo buộc phương Tây ủng hộ đối thủ của ông và không muốn ông tiếp tục lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này đồng nghĩa với việc, dưới thời ông Erdogan, quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và phương Tây sẽ bế tắc nếu như không muốn nói là đối chọi cũng như khó nồng ấm với Mỹ. Thứ hai, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không gia nhập Liên minh châu Âu, đối tác thương mại lớn nhất của họ, vì khối này không hài lòng với điều mà họ cho là chủ nghĩa độc đoán ngày càng tăng của ông Erdogan. Thứ ba, đối với Syria, con đường bình thường hóa có vẻ khó khăn và sẽ mất nhiều thời gian liên quan tới việc Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi miền Bắc Syria. Ông Erdogan không chấp nhận vấn đề rút quân hoàn toàn hoặc rút khỏi miền Bắc Syria. Đây sẽ là vấn đề nóng của khu vực thời gian tới. Dù mới có kết quả sơ bộ, nhưng nhiều nhà lãnh đạo và người đứng đầu các nước Ả Rập, Nga, Iran và các tổ chức trong khu vực đã chúc mừng ông Erdogan. Điều đó cho thấy sự quan tâm của khu vực và quốc tế đối với cuộc bầu cử nói chung và với ông Erdogan nói riêng. Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với các nước trong khu vực thời gian qua có nhiều cải thiện. Trước bầu cử, ông Erdogan đã tuyên bố sẽ cải thiện quan hệ với các nước trong khu vực nếu thắng cử. Chính vì thế, những nỗ lực và quan hệ đã đạt được giữa Thổ Nhĩ Kỳ với các nước Ả Rập, Syria, khu vực vùng vịnh, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc sẽ được tiếp tục. Các nước vùng vịnh đã hỗ trợ nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ và gửi tiền hỗ trợ nhằm giảm bớt áp lực lên ngân hàng trung ương và thị trường đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua. Điều đó cho thấy quan hệ giữa các nhà lãnh đạo của các quốc gia này và ông Erdogan sẽ tốt đẹp hơn. Ông Erdogan cũng nhấn mạnh Ai Cập là một quốc gia anh em giống như các nước vùng vịnh và quan hệ với nước này sẽ phát triển vượt bậc. Vấn đề Syria cũng được dư luận quan tâm. Chính vì thế, việc ông Erdogan, dù là người cứng rắn và mạnh mẽ,
vẫn được Nga, Iran và các nước trong khu vực ủng hộ, nhất là liên quan tới các vấn đề Syria. Ông Erdogan vẫn cho phép người tị nạn tiếp tục ở Thổ Nhĩ Kỳ và hồi hương theo lộ trình, dù hàng triệu người này đang là gánh nặng đối với an ninh và kinh tế nước này. Thưa quý vị, trong bức điện được công bố trên trang của Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin đã chúc mừng ông Tayyip Erdogan tái đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà lãnh đạo Nga coi đây là một bằng chứng rõ ràng về sự ủng hộ của người dân Thổ Nhĩ Kỳ đối với những nỗ lực của ông Erdogan nhằm củng cố chủ quyền quốc gia và theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập. Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng ông Erdogan đã có đóng góp to lớn trong việc tăng cường hợp tác giữa Moscow và Ankara. Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ sẵn sàng tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng về các chương trình nghị sự song phương, khu vực và quốc tế. Ông Putin nhấn mạnh rằng Nga rất coi trọng việc thực hiện nhất quán các dự án chung đã lên kế hoạch, trước hết là xây dựng nhà máy điện hạt nhân Akkuyu và thành lập một trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong diễn biến liên quan, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban của Hội đồng Liên bang Nga về các vấn đề quốc tế Vladimir Zabarov cho rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan xứng đáng với chiến thắng trong cuộc bầu cử. Ông Zabarov nhắc nhớ rằng Tổng thống Erdogan không áp đặt lệnh trừng phạt đối với Moscow. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực vũ khí và có những kế hoạch lớn trong lĩnh vực năng lượng. Thượng nghị sĩ gọi tình hình hiện tại là sự ổn định và những nỗ lực của phe đối lập nhằm chống lại nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ một cách mạnh mẽ, ngay cả với sự hỗ trợ của phương Tây, sẽ không thành công. Các chuyên gia cho rằng, giành được chiến thắng, ông Erdogan sẽ tiếp tục đường lối chính sách đối ngoại hiện tại là tăng cường quan hệ với Nga, Iran và Trung Quốc về kinh tế. Thưa quý vị, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vừa kêu gọi các quốc gia khác tham gia nhà nước liên minh cùng nước này và Nga để có được lớp phòng thủ bổ sung bằng vũ khí hạt nhân. Ông Lukashenko phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Russia 1 hôm 28 tháng 5 khi được hỏi về bình luận gần đây của Astana liên quan đến mức độ quan hệ giữa Moscow và Minsk rằng không ai phản đối Kazakhstan hoặc các quốc gia khác có quan hệ gần gũi với Nga như chúng tôi đang có. Một nước nên gia nhập nhà nước liên minh của Nga và Belarus, sau đó sẽ có vũ khí hạt nhân cho tất cả. Nhà lãnh đạo Belarus nói thêm, đồng thời lưu ý ông chỉ đang bày tỏ ý kiến cá nhân, có thể không nhất thiết tương đồng với quan điểm của người Nga. Theo đài RT, Tổng thống Kazakhstan Kasym-Jomart Tokayev đầu tuần trước tuyên bố mức độ gắn kết giữa Nga và Belarus khác với mức độ hội nhập giữa hai quốc gia này với các nước thành viên khác thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu, bao gồm cả Armenia, Kazakhstan và Kyrgyzstan. Ông Tokayev tin Nga và Belarus có vũ khí hạt nhân chung cho cả hai nước. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 3 thông báo sẽ đưa các vũ khí hạt nhân chiến thuật đến Belarus. Hôm 27 tháng 5, ông Lukashenko cho biết việc triển khai vũ khí hạt nhân đã bắt đầu. Chính phủ Nga nhiều lần quả quyết số vũ khí này không được bàn giao cho Belarus vì Moscow vẫn giữ toàn quyền kiểm soát và sẽ tự mình đưa ra bất kỳ quyết định nào về khả năng sử dụng chúng. Bên cạnh đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nêu cách để các nước Liên Xô cũ có thể gia tăng khả năng phòng vệ bằng cách cho phép Nga triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ. Trong bài trả lời phỏng vấn kênh Russia 1 phát sóng hôm 28 tháng 5, Tổng thống Belarus Lukashenko cho biết bất cứ quốc gia Liên Xô cũ nào muốn bổ sung thêm một lớp phòng thủ thông qua việc lưu trữ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nên nâng cấp chặt chẽ hơn mối quan hệ với Nga. Ông nói, những quốc gia muốn được Moscow triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ có thể cần phải gia nhập nhà nước liên minh của Nga và Belarus. Không ai phản đối Kazakhstan hoặc các quốc gia khác có quan hệ gần gũi với Liên bang Nga như Belarus, ông Lukashenko nói khi được hỏi về bình luận gần đây của Astana về mức độ quan hệ giữa Moscow và Minsk cho phép hai nước láng giềng chia sẻ vũ khí hạt nhân. Ông cho biết, một quốc gia cần phải gia nhập nhà nước liên minh giữa Nga và Belarus, sau đó sẽ có vũ khí hạt nhân được đặt trên lãnh thổ của họ. Chúng ta cần hiểu rằng chúng ta chỉ có cơ hội chiến lược duy nhất để đoàn kết, Tổng thống Belarus nói, nhấn mạnh ông chỉ đang bày tỏ ý kiến cá nhân và điều này có thể không trùng với quan điểm của Nga. Tổng thống Kasym-Jomart Tokayev của Kazakhstan nhận định, mức độ hội nhập giữa Nga và Belarus khác với mức độ hội nhập giữa hai quốc gia này và các thành viên khác của Liên minh Kinh tế Á-Âu, bao gồm cả Armenia, Kazakhstan và Kyrgyzstan. Ông Tokayev chỉ ra việc Nga có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Belarus. Thông tin về việc Nga đưa vũ khí hạt nhân tới Belarus đã gây ra một làn sóng chỉ trích từ phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông thấy diễn biến này rất tiêu cực. Phía Nga tuyên bố họ có quyền đưa ra quyết định như vậy nhằm gia tăng an ninh cho đồng minh. Nga cũng chỉ ra việc Mỹ đang đặt vũ khí hạt nhân ở một số quốc gia châu Âu.
Trước đó, tờ báo Trung Quốc Sohu cho biết, Nga đã gửi vũ khí đặc biệt đó là tên lửa Iskander-M mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật tới Belarus. Động thái này của Moscow và Minsk sẽ khiến phương Tây lo lắng. Trang Sohu nhìn nhận, Nga và Belarus cuối cùng đã thực hiện các biện pháp trả đũa đối với những hành động bị xem là khiêu khích từ các quốc gia không thân thiện. Hiện tại, báo chí biết rằng vũ khí hạt nhân của Nga đã được gửi đến các căn cứ trên đất Belarus. Ngoài tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, còn có cả cường kích Su-25 được sửa đổi để mang đầu đạn nguyên tử. Với những gì diễn ra, NATO sẽ không dám hành động một cách liều lĩnh. Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở Belarus sẽ khiến phương Tây cảm thấy run sợ. Các nhà phân tích Trung Quốc cho biết. Ấn phẩm Sohu nói thêm rằng động thái của Moscow và Minsk sẽ củng cố khả năng phòng thủ của cả hai nước. Vũ khí hạt nhân sẽ loại trừ khả năng Belarus đối diện với một cuộc tấn công quân sự. Với tính năng kỹ chiến thuật đã được công bố, tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M mang đầu đạn hạt nhân sẽ đảm bảo tiêu diệt đối tượng thù địch ở khoảng cách ít nhất là 500 km. Bài báo cũng nhấn mạnh rằng Liên bang Nga và Belarus không vi phạm bất kỳ quy tắc quốc tế nào về hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, đặc biệt khi Moscow và Minsk thực chất đã trở thành một nhà nước liên minh. Cần nhấn mạnh rằng Mỹ đã đặt các đầu đạn hạt nhân của mình tại nhiều căn cứ của đồng minh ở châu Âu. Do vậy, bước đi của Nga và Belarus chỉ là động thái đáp trả tương xứng, ấn phẩm Sohu nhắc lại. Trong diễn biến khác, hãng tin Aviapro cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và người đồng cấp Belarus Viktor Krenin đã ký văn bản quy định thủ tục lưu trữ vũ khí hạt nhân phi chiến lược của Nga tại một cơ sở đặc biệt trên lãnh thổ Belarus. Hôm nay, chúng tôi đã ký văn bản xác nhận thủ tục lưu giữ vũ khí hạt nhân phi chiến lược của Nga tại một cơ sở đặc biệt trên lãnh thổ Cộng hòa Belarus. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết tại lễ ký kết. Ông Shoigu nhấn mạnh, tất cả các biện pháp mà Nga và Belarus thực hiện đều tuân thủ nghiêm ngặt nghĩa vụ pháp lý quốc tế. Ngoài ra, vũ khí hạt nhân không được chuyển giao cho Belarus, quyền kiểm soát và quyết định sử dụng chúng hoàn toàn thuộc về Nga. Nga không chuyển giao hoàn toàn vũ khí hạt nhân cho Cộng hòa Belarus, quyền kiểm soát và quyết định sử dụng chúng vẫn thuộc về Moscow, Đại tướng Sergei Shoigu nhấn mạnh. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng lưu ý rằng các biện pháp bổ sung có thể thực hiện được trong tương lai để đảm bảo an ninh của nhà nước liên minh và ứng phó với tình hình chính trị, quân sự phức tạp hiện nay. Minsk hiện vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố của Bộ trưởng Shoigu, nhưng cần nhắc lại rằng trước đó, Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết vũ khí hạt nhân của Nga triển khai trên lãnh thổ của họ sẽ phải do Belarus toàn quyền kiểm soát. Trong khi đó, hôm 27 tháng 5, Nga đã bác bỏ chỉ trích của Tổng thống Mỹ Joe Biden về kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Moscow ở Belarus, đồng thời cho rằng Washington đã triển khai vũ khí hạt nhân như vậy trong nhiều thập kỷ ở châu Âu. Trước đó, Nga cho biết họ đang đẩy mạnh việc triển khai vũ khí như vậy lần đầu tiên bên ngoài biên giới kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991 và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thông báo vũ khí đang được chuyển đến. Tổng thống Biden ngày 26 tháng 5 nói rằng ông có phản ứng cực kỳ tiêu cực trước các thông tin rằng Nga đã xúc tiến kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã chỉ trích kế hoạch triển khai hạt nhân của Nga. Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết trong một tuyên bố, đó là quyền chủ quyền của Nga và Belarus để đảm bảo an ninh của mình bằng các biện pháp mà chúng tôi cho là cần thiết giữa một cuộc chiến hỗn hợp quy mô lớn do Washington phát động chống lại chúng tôi. Tuyên bố nêu rõ, các biện pháp chúng tôi thực hiện hoàn toàn phù hợp với nghĩa vụ pháp lý quốc tế của chúng tôi. Đại sứ quán Nga cũng gọi những lời chỉ trích của Mỹ về kế hoạch triển khai của Moscow là đạo đức giả và nói rằng trước khi đổ lỗi cho người khác, Washington nên nhìn lại chính mình. Tuyên bố nhấn mạnh, Mỹ đã duy trì một kho vũ khí hạt nhân lớn trong nhiều thập kỷ ở châu Âu. Cùng với các đồng minh NATO, Mỹ tham gia vào các thỏa thuận chia sẻ hạt nhân và diễn tập cho các kịch bản sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại chúng tôi. Vũ khí hạt nhân chiến thuật được sử dụng để đạt được lợi ích chiến thuật trên chiến trường và thường có sức công phá nhỏ hơn so với vũ khí hạt nhân chiến lược được thiết kế để phá hủy các thành phố hoặc một khu vực rộng lớn hơn. Mỹ đã triển khai vũ khí hạt nhân ở Tây Âu kể từ khi Tổng thống Dwight Eisenhower cho phép triển khai chúng trong chiến tranh lạnh như một biện pháp đối phó với mối đe dọa từ Liên Xô. Vũ khí hạt nhân đầu tiên của Mỹ ở châu Âu được triển khai ở Anh vào năm 1954. Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, Washington có 100 vũ khí hạt nhân chiến thuật B-61 được triển khai tại châu Âu, ở Italy, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ và Ba Lan. Thưa quý vị, trong một tuyên bố được đưa ra trong cuộc gặp với người đồng cấp Anh Ben Wallace,
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Rednikov đã đánh giá rất cao hiệu quả tác chiến của tên lửa Storm Shadow do London viện trợ cho Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine khẳng định tên lửa Storm Shadow chưa từng bắn trượt mục tiêu tại Ukraine. Ông Rednikov, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh, theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, tất cả những tên lửa Storm Shadow được chúng tôi phóng đi đều bay tới mục tiêu, tỷ lệ đánh trúng là 100%. Trong cuộc gặp này, Bộ trưởng Rednikov cũng đã giới thiệu với Bộ trưởng Wallace hai phi công Ukraine, những người đã phóng tên lửa Storm Shadow vào các mục tiêu của Nga, sử dụng tiêm kích Su-24MR. Phát biểu trên của ông Rednikov được cho là trái ngược với những tuyên bố trước đó của Bộ Quốc phòng Nga. Liên tục trong những ngày qua, Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ nhiều tên lửa Storm Shadow của Ukraine. Phía Ukraine đã bác bỏ các tuyên bố này của tướng Konashenkov. Trước đó, chính phủ Anh xác nhận sẽ cung cấp các tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine sau khi Kiev đảm bảo với Anh rằng những tên lửa này sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi lãnh thổ Ukraine. Storm Shadow là một tên lửa hành trình do Tập đoàn Quốc phòng châu Âu MBDA thiết kế, phát triển và sản xuất. Mục tiêu của tên lửa này là các cơ sở tầng kiên cố và các mục tiêu di động hoặc cố định của đối phương. Tên lửa này được trang bị động cơ phản lực, cho phép nó đạt tầm bắn lên tới 250-300 km và tốc độ tối đa lên tới 1.000 km/h. Tên lửa có tổng trọng lượng khoảng 1.300 kg cùng đầu nổ đa chức năng có trọng lượng 450 kg. Theo giới quan sát, thiết kế của tên lửa hành trình Storm Shadow được áp dụng những tính năng và công nghệ độc đáo, đặc biệt là công nghệ tàng hình, cho phép nó làm giảm nguy cơ bộc lộ vị trí trước radar của đối phương. Nhà sản xuất MBDA tiết lộ, tên lửa Storm Shadow được đánh giá là một vũ khí tấn công sâu có khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm trong mọi điều kiện thời tiết. Ngoài ra, khả năng tấn công chính xác của Storm Shadow cũng rất đáng nể với hệ thống dẫn đường tiên tiến, hệ thống định vị vệ tinh GPS và thiết lập bản đồ địa hình. Một số chuyên gia nhận định, tên lửa Storm Shadow sẽ là một mối đe dọa nghiêm trọng với các căn cứ quân đội Nga trên bán đảo Crimea. Bên cạnh đó, những cứ điểm phòng ngự kiên cố của Moscow tại khu vực Donbass cũng có thể trở thành mục tiêu của loại tên lửa này. Thưa quý vị, mặc dù Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine khẳng định rằng tên lửa Storm Shadow chưa từng bắn trượt mục tiêu tại Ukraine, tuy nhiên, theo các chuyên gia đã chỉ ra lý do tên lửa tầm xa Storm Shadow mà Anh cấp cho Ukraine chưa thể làm thay đổi cục diện chiến sự với Nga như kỳ vọng. Hồi đầu tháng, Anh xác nhận đã chuyển tên lửa tầm xa cho Ukraine với kỳ vọng khí tài này có thể thay đổi cuộc chơi trong cuộc chiến kéo dài 15 tháng với Nga. Với tốc độ Mach 0,8 tương đương với 987 km/h, với tầm bắn tối đa 560 km. Storm Shadow là tên lửa tầm xa uy lực phương Tây chuyển cho Ukraine. Nó được kỳ vọng có thể giúp Kiev tập kích vào cơ sở hạ tầng hậu cần, kho đạn, mục tiêu quan trọng của Nga từ xa để làm tiêu hao nguồn lực của Moscow. Ukraine dường như muốn lặp lại kịch bản thành công trước đó với Storm Shadow như HIMARS khi vũ khí này đã buộc Nga rút khỏi thành phố chiến lược Kherson năm ngoái sau khi cắt đứt các tuyến tiếp tế quan trọng của Moscow. Trên thực tế, Storm Shadow đã thực hiện thành công một số vụ tấn công vào mục tiêu của Nga ở Lugansk vào ngày 12 và ngày 14 tháng 4. Khả năng tập kích từ tầm xa, lách qua được các hệ thống tác chiến điện tử, giúp tên lửa này có thể xuyên qua được phòng không Nga ở một số khu vực. Tuy nhiên, số vụ Storm Shadow tấn công mục tiêu của Nga thành công dường như ít hơn số lần tên lửa này bị phòng không Nga đánh chặn. Liên tục từ hôm 15 tới ngày 26 tháng 5, Nga thông báo bắn rơi Storm Shadow. Trong đó vào ngày 16 tháng 5, Moscow tuyên bố đã hạ bại quả tên lửa này. Theo các chuyên gia, điều này không phải là quá bất ngờ, dù Storm Shadow khó bị phòng không phát hiện, nhưng Nga cũng sở hữu công nghệ radar chống tàng hình khá hiệu quả. Theo Izvestia, Nga đang sử dụng radar Niobium của Ukraine để phát hiện máy bay, trực thăng, máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và tên lửa phóng loạt. Radar có thể phát hiện máy bay không người lái, làm bằng vật liệu composite. Niobium có thể quét các mục tiêu đa dạng trong phạm vi 500 km. Mặt khác, giới chuyên gia Nga cho biết, các hệ thống phòng không của Nga như BERT và TORM-2 được cho là từng đánh chặn thành công Storm Shadow ở chiến trường Syria vào năm 2018. Vì vậy, tên lửa này không phải là thách thức mới với Moscow. Mặt khác, Storm Shadow là tên lửa mạnh, nhưng nó được sản xuất theo tiêu chuẩn NATO, trong khi hệ thống máy bay mang tên lửa này của Ukraine lại theo chuẩn Liên Xô. Việc Ukraine thiếu nền tảng mang Storm Shadow làm giảm đáng kể uy lực của tên lửa này khi nó không thể kích hoạt hết tính năng của tên lửa khi triển khai. Storm Shadow nặng gần 2 tấn. Ukraine có hai máy bay chiến đấu hạng nặng là Su-24 và Su-27,
về lý thuyết là có thể mang quả tên lửa này. Sau hơn một năm chiến sự, kho tiêm kích của Ukraine đã bị giảm đi ít nhiều. Sau khi Ukraine nhận Storm Shadow, Nga tuyên bố bắn rơi 3 máy bay Su-24 của Ukraine. Diễn biến này đặt câu hỏi cho sự bền vững của chiến thuật tập kích bằng Storm Shadow của Ukraine trong tương lai. Theo Eurasian Times, việc Ukraine không thành công trong việc làm gián đoạn khả năng tiếp tế hậu cần của Nga trong thời gian qua bằng Storm Shadow được xem là một trong những nguyên nhân khiến họ chưa thể phát động cuộc phản công lớn nhằm giành lại lãnh thổ từ tay Moscow. Thưa quý vị, sau khi Vương quốc Anh và Pháp quyết định trang bị cho Ukraine tên lửa tầm xa Storm Shadow Scout Easy, nhà lập pháp Đức đã kêu gọi lãnh đạo nước này cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus KEPD-350 cho quân đội Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức ngày 27 tháng 5 xác nhận, Ukraine đã yêu cầu Berlin cung cấp tên lửa tầm xa phóng từ trên không Taurus tầm bắn 500 km, có khả năng vươn tới Moscow. Trước đó, báo Frankfurter Allgemeine Zeitung dẫn nguồn tin từ hai quan chức giấu tên trong quân đội Đức cho hay, Ukraine đang rất muốn có tên lửa Taurus của Thụy Điển, Đức. Loại vũ khí này có thể trang bị trên máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất mà một số nước phương Tây đang cân nhắc chuyển cho Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đã yêu cầu Đức cung cấp tên lửa Taurus trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Berlin hồi đầu tháng này. Hiện vẫn chưa rõ liệu Berlin có chấp nhận yêu cầu này hay không. Trước đó, Đức tuyên bố không có bất kỳ chiếc F-16 nào để gửi cho Kiev. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RND của Đức vào hôm 23 tháng 5, nghị sĩ Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo đối lập tại Đức, đại tá đã nghỉ hưu Roderick Kitzwetter kêu gọi chuyển tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine. Ông Kitzwetter cho biết, Đức có một số lượng nhỏ tên lửa dẫn đường có độ chính xác cao Taurus, nhưng chúng sẽ mang lại giá trị lớn về chất lượng cho Ukraine và cho phép Kiev tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Nga ở sâu phía sau tiền tuyến. Ông Kitzwetter nói với giới truyền thông, 10 năm trước, có khoảng 600 tên lửa hành trình loại này đã được mua cho Bundeswehr quân đội Đức, nhưng hiện chỉ khoảng 150 trong số đó còn hoạt động. Cũng trong cuộc phỏng vấn của RND, ông Fabian Hoffman, một chuyên gia tên lửa tại Đại học Oslo cho rằng nhà sản xuất vũ khí châu Âu MBDA có thể bắt đầu sản xuất lại tên lửa Taurus nếu chính phủ liên bang quyết định chuyển nó cho Ukraine. Theo ông, nếu có yêu cầu, MBDA cũng có thể nhanh chóng đưa một số tên lửa hành trình Taurus hiện không sử dụng được trở lại trạng thái sẵn sàng. Việc cung cấp tên lửa tầm xa Taurus của Đức được thúc đẩy trong bối cảnh Anh đã chuyển tên lửa Storm Shadow Scout Easy cho Ukraine, giúp Kiev có khả năng tấn công các vị trí của Nga ở xa phía sau tiền tuyến. Theo Eurasian Times, sau Anh thì Pháp cũng đã cam kết cung cấp tên lửa Scout Easy cho Kiev. Vũ khí này thực chất là biến thể tương tự tên lửa Storm Shadow của Anh, nhưng có tầm bắn xa hơn, cũng như độ chính xác cao hơn. Mặc dù Nga tuyên bố đánh chặn được các tên lửa Storm Shadow Scout Easy mà Ukraine đã sử dụng, nhưng các chuyên gia quân sự cho rằng đây là một loại vũ khí khác mà Nga sẽ phải tìm cách khắc chế sau khi HIMARS thay đổi cuộc chơi, được đưa vào chiến trường vào năm 2022. Theo các chuyên gia quân sự, tên lửa tầm xa như Taurus sẽ đặt ra những thách thức lớn về hậu cần cho quân đội Nga. Cho đến nay, Mỹ và các đồng minh NATO vẫn miễn cưỡng cung cấp cho Kiev tên lửa và đạn dược tầm xa. Điều này cũng được thể hiện trong tuyên bố mới nhất của Bộ trưởng Quốc phòng Đức về việc chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine. Hôm 23 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius bày tỏ nghi ngờ về ý tưởng chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine. Khi được hỏi liệu điều này có khả thi hay không, ông Pistorius nói rằng ông không muốn đi sâu vào chi tiết về mọi hệ thống vũ khí và đưa ra câu trả lời giả định cho một câu hỏi giả định. Dù vậy, ông Pistorius nhấn mạnh Ukraine cần được hỗ trợ đáng kể. Ông Pistorius nói, tôi tin rằng chúng tôi nên hỗ trợ Ukraine bằng tất cả các hệ thống được luật pháp quốc tế cho phép, cũng như những gì chúng tôi có thể cung cấp để Kiev giành chiến thắng trong cuộc xung đột hiện nay. Taurus là sản phẩm của liên doanh giữa MBDA Deutschland của Đức và công ty Saab Bofors Dynamics AB của Thụy Điển. Taurus có chiều dài 5m, sải cánh 2,1m, trọng lượng 1.400kg, vận tốc cận siêu thanh khoảng 1.100km/h. Taurus có thể tấn công mục tiêu như cầu, tàu, trong cảng, đường băng, trung tâm chỉ huy, kiểm soát, thông tin liên lạc, cơ sở cảng và các tòa nhà căn cứ không quân. Tên lửa tầm bắn hơn 500 km này được thiết kế để sử dụng trong các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu quân sự cố định, bán cố định nằm sâu trong lòng đất, mà không khiến máy bay phải đối mặt với lực lượng phòng không của đối phương. Tên lửa được trang bị đầu đạn thép Mephisto nặng 500 kg có thể xuyên thủng lớp bê tông dài tới 6m với độ chính xác lên tới 2-3m.
Theo thông tin từ nhà sản xuất, đầu đạn Mephisto thậm chí có thể được lập trình để phát nổ trên một tầng cụ thể được chọn trước của một tòa nhà nhất định. Điểm làm nên uy lực của vũ khí này là khả năng tàng hình và thiết kế theo dạng mô đun có thể lắp ráp theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào nhiệm vụ tấn công. Taurus có thể lắp đặt trên nhiều loại tiêm kích như Tornado, Gripen, FA-18, FM-15. Cơ chế điều khiển tên lửa kết hợp giữa hệ thống quán tính, hệ thống tham chiếu hình ảnh, hệ thống khảo sát địa hình và dẫn đường bằng hồng ngoại trong giai đoạn cuối. Sau khi thâm nhập vào bên trong mục tiêu, tên lửa sẽ phát nổ để làm tăng thiệt hại bên trong. Điểm đặc biệt của Taurus là nếu không tự xác định được mục tiêu, tên lửa này sẽ tự hủy trên không để tránh hậu quả không mong muốn. Như vậy, cuộc đua song mã trong vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã ngã ngũ với chiến thắng thuộc về đương kim Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Với chiến thắng này, Tổng thống Erdogan sẽ lãnh đạo đất nước thêm 5 năm và trở thành một trong những người cầm quyền lâu nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Liệu khi ông Erdogan tiếp tục nắm quyền thì xung đột Nga-Ukraine sẽ có cán cân thế nào? Có lẽ sẽ là những câu chuyện tiếp theo trong tiêu điểm quốc tế. Còn bây giờ chương trình xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!